Kinh nhỉ, nếu đó ăn hai quả xoài luôn hả? Thế là thấy mình Em ăn không thèm nữa. đã ăn 1/3 mà sao 1/3 quả xoài mà mình thấy hai hạt. Kinh nhỉ, đúng rồi. Cái xoài này xanh nè mà sao nó ngọt thế nhỉ? Ừ, thì nói mà Nó ngọt thì từ lúc mới mới xanh. Nó chín thì ngọt lắm nhỉ. thằng giọng như vậy thì phải thẳng lại Xéo này. Người đó kêu. Đi mẹ. Lại quay. Tắm tao là tắm nói cái này chiến dậy tắm đi
Ô.
Đi nè.